Đấy, nó xì rồi, bật. Đấy, lại đều ấy, anh em dốc xuống như này thì lửa nó sẽ bị bùng ra. Đấy này, lửa xanh nhìn rất là đẹp luôn đúng không? Và đây rồi, hàng dễ vỡ xin nhẹ tay. Sau bao nhiêu ngày gọi là nghiên cứu anh em ạ, thì mình đã tìm ra một sản phẩm chân ái. Đấy, tại sao mất nhiều thời gian như vậy? Sản phẩm này thì mình nghiên cứu rất là nhiều rồi. Đây là đầu cò ga anh em. Đấy. Và tại sao mất nhiều thời gian thì đây, đầu cò ga mini này. Đấy, mình mua chính hãng của Masan. Masan này anh em. Tại sao mình mua hãng này? À, những cái thông tin cơ bản này. Masan 401 thì là loại đắt nhất rồi, loại 200 cành. Đấy, còn những loại khác thì hơn 100. Đây, trọng lượng 148g này, nhiệt độ 1300 độ C, 360 độ xoay, xuất xứ Hàn Quốc vân vân, địa chỉ in ở đây hết rồi. Chi tiết đằng sau này. Mình mua hãng này vì an toàn anh em ạ, tại vì những cái đầu khò trên thị trường này rất là nhiều loại. Mấy chục nghìn cũng có, và 20-30 nghìn cũng có. Đây là loại phải gọi là gần đắt nhất, tại vì đầu khó cực kỳ rẻ luôn. Kể cả đầu khó đồng ấy, đầu khó đồng mấy chục nghìn thôi, nhưng mà mình thấy không an toàn nên mình mua cái loại này. Vừa chính hãng Masan. Masan thì anh em biết chất lượng như nào rồi, tại vì họ chuyên sản xuất bếp ga mà. Cái bếp ga mini, bếp ga du lịch. Đấy, nên mình tin tưởng vào thương hiệu này nên mình mua. Ở đây họ làm khá là cẩn thận nhá. Ở trong có cái vòng, thịt thân này là nhựa thôi. Đấy, đầu này kim loại. Đây, chỗ này gắn vào bình ga này, bóp này. Đấy, như kiểu cái bật lửa ga cò của anh em thôi. Ở đây chúng ta sẽ có cái vặn chỉnh ga mạnh, ga yếu. Mình nghĩ sản phẩm này cực kỳ hữu ích. Ở đây có cả cái móc treo nữa, lỗ tản nhiệt hai bên. Đây có cái lỗ như kiểu lỗ gió này, dùng được do rất là nhiều mục đích khác nhau. Anh em quan tâm sản phẩm này mình để ở dưới video nhé. Đây, bình ga này anh em cũng đặt trên sàn luôn nhá. Cái gì cũng đặt trên sàn hết, không có gì là không có. Anh em lưu ý là chúng ta sẽ dùng những cái loại bình mà đây này, chỉ nạp một lần, cấm nạp lại dưới mọi hình thức. Bình ga hãng Mark này thì cũng uy tín nha anh em, cũng an toàn. Đấy, anh em nên mua những cái bình ga mới tinh như này, an toàn không sang chiết lại nhá. Đầu bảo vệ. Đây có ngày sản xuất này, 25/1/24. Ở đây có chữ on off để chúng ta xoay này. Cái van này này anh em này, cũng xoay nhá, cũng xoay để mở đóng nhá, tránh bị rò rỉ khí ga ra ngoài. Mình vừa bật thử một tí mà nó đã đỏ đỏ này. Đầu tiên là chúng ta phải vặn off, chúng ta phải vặn hết cái này vào. Nếu không thì nó sẽ xì ga ra đấy. Cái này thì chúng ta sẽ xoay về on nhá. Đó, để nó mở ra. Thì ở đây có cái khớp nối này, cho vào cái rãnh này, ấn xuống và xoay thôi. Đấy, xuống và xoay như này. Đó, thế là xong. Không, chúng ta sẽ mở nhẹ ra thôi. Khi nào nghe thì tiếng xì thì chúng ta bật công tắc là được. Khi anh em ấn vào ấy, ấn xuống như này ấy, thì không có tiếng xì nhá. Nếu mà có tiếng xì thì anh em phải tháo ra ngay và chỉnh lại nhá. Đấy, mở nhẹ ra này. Đấy, nó xì rồi, bật. Đấy, như này. Cái loại này là loại tốt, nên anh em dốc như này này. Dốc như này này, đấy, lửa nó sẽ không bị bùng ra. Lại đều ấy, anh em dốc xuống như này thì lửa nó sẽ bị bùng ra. Đấy này, lửa xanh nhìn rất là đẹp luôn đúng không? Đó, chỉnh to nhỏ đấy. Đó, nhỏ này, to. Đấy, nghe tiếng, anh em thấy tiếng xì nó nghe đã. Hoạt động ok nhá. Đấy, này chỉ cần một tí là nó đen cái đầu rồi luôn này. Thế là dùng xong thì vặn vào thôi. Đó, xong rồi đẩy ra, đẩy lên, xong đậy nắp vào nhá, bảo quản nơi khô mát. Anh em đọc kỹ cái này nhá. Gần hết ga.